Xin chào. Greetings from Vietnam. My name is Dose Basinai, National Director of Ovation Vietnam. I'm here in this beautiful paddy field and mountainous area, one of the locations where Ovation is surfing. Do you want to know more about the life of the children and their communities in this area? Come on, follow me. Đứa con thì hai đứa trai hai đứa gái, hai đứa gái thì lấy chồng rồi. Em 22 tuổi, có hai đứa con đang sống người với bố mẹ. Đứa em kia đi kiếm việc làm, chưa có việc làm. Em là chồng con làm ruộng làm chúa rồi, vừa lấy dầu đi bán rồi. Mình là bệnh tim nhưng mà không đi làm cái gì, nhưng đi làm hôm nào nghe khỏe khỏe là đi, nhưng mà hôm nào không nghe khỏe là không đi được. Chỉ có anh với cái con tươi nó đi làm, mình đi làm được buổi nào thì biết buổi đó nó thôi. Chung có nhà nhỏ nó không 8 người đã ngủ chỗ nào. Vâng. Toán thì đi lấy được rau thì đi bán, thì mua vài con tôm mắm rồi. Ít thịt về cho hai đứa cháu này thôi. Để cho hai đứa đều đi học bằng tiếng mạnh, để cho tương lai nó phát triển hơn hơn bố mẹ. Em con của em kia được rồi. So let's continue and visit the children activities at the school. Muốn trở thành những người phiên dịch tiếng Anh. Cháu muốn trở thành cô giáo. Cháu muốn trở thành công an. Trở thành một cầu thủ bóng đá. Cháu muốn trở thành bộ đội. Bộ đội. Tôi muốn trở thành bộ đội. Bộ đội. Such beautiful dreams, right? Today, as part of our promise towards child well-being, Ovation Vietnam is opening a new area program to support children and community in Bat Thuc District, Than Hoa Province. To create positive changes, we will utilize our 35 years experience in Vietnam and work alongside the local authorities, partners, and communities towards our common goals. I would like to invite you to join our sponsorship program to bring hope to the children in need. Together, we can inspire them to pursue their dreams. Let's sponsor a child now. Thank you. Xin cảm ơn.